Sự thật chấn động, ông Nguyễn Xuân Phúc là trùm bảo kê chống lưng chùa Ba Vàng. Quý vị thân mến, mấy ngày gần đây, những lùm xùm xoay quanh học vấn của thầy Thích Trân Quang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Một nhà sư được xem là có tiếng nói trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, một nhà sư có hàng ngàn đệ tử kính trọng lại lộ bằng chứng lừa dối học vấn mua bằng. Vâng thưa quý vị, khi cuộc sống bộn bề những lo toan, những mưu cầu tính toán, thì nhiều người muốn tìm nơi cửa Phật để tĩnh tâm cho lòng an yên. Nhưng những vụ bê bối xảy ra trong cộng đồng Phật giáo thời gian qua, thử hỏi người dân biết đặt niềm tin vào đâu. Nhiều người tự đặt câu hỏi, tại sao mấy năm trở lại đây, một số nhà sư lại lộng quyền đến vậy? Phải chăng đằng sau họ là một thế lực ngầm nào đó chống lưng, để họ thỏa sức lộng hành? Và có lẽ trong thời điểm hiện nay, nguyên Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc, đang là người vướng phải nhiều tranh cãi bậc nhất Việt Nam bởi những tin đồn liên quan đến vấn đề tham nhũng. Thế nhưng có vẻ như kiếp nạn về tin đồn vẫn chưa chịu buông tha cho ông Phúc, khi mới đây ông còn vướng phải lời đồn có liên quan đến chùa Ba Vàng. Thậm chí còn có thông tin cho rằng ông chính là người đứng bảo kê chùa Ba Vàng trong một thời gian dài. Vậy cụ thể chuyện này là như thế nào? Liệu đây có phải là sự thật? Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có tờ báo chính thống hay cơ quan chức năng nào lên tiếng về việc ông Phúc chính là trùm đứng sau chùa Ba Vàng cả. Thế nên, những tin đồn gần đây liên quan đến ông Phúc và chùa Ba Vàng chỉ là thông tin bịa đặt do các đối tượng cơ hội chính trị nghĩ ra mà thôi. Lần đầu tiên, chùa Ba Vàng tại Quảng Ninh bị báo chí và dư luận chỉ trích đích danh là việc buôn vong đi ngược với giá trị Phật giáo. Ngay sau đó, hàng loạt thông tin phản động Việt Nam Thời báo, Chân Trời Mới Media, Tiếng Dân đã đăng tải hàng loạt bài viết cho rằng chùa được lãnh đạo bảo kê, lãnh đạo làm cổ đông, không có người chống lưng, chắc họ không dám làm thế. Trước sự việc tiêu cực như vậy của chùa Ba Vàng, nhiều kẻ dân chủ đã nhảy vào dàn dựng kịch bản lãnh đạo bảo kê, chống lưng cho chùa Ba Vàng, đồng thời tung ra hàng loạt hình ảnh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng với phu nhân, rồi trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng Phạm Minh Chính, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã từng đến thăm viếng chùa Ba Vàng. Chẳng lẽ là lãnh đạo thì không có quyền tín ngưỡng, không được phép lên chùa sao? Nhìn tấm ảnh Thủ tướng cùng phu nhân thắp hương, vái Phật thành tâm, không hiểu sao nhiều kẻ có thể suy diễn méo mó bản chất tốt đẹp của vấn đề như vậy. Phải chăng chúng luôn mang não trạng đen tối cùng cái tâm dơ uế như ông Tô Đông Pha trong câu chuyện Phật Ấn nên nhìn đâu cũng thấy tiêu cực? Tin rằng có rất nhiều Phật tử, người dân lên chùa mang một lòng hướng Phật, tĩnh tâm an lạc. Là tôi, nếu có dịp đến công tác tại Quảng Ninh thì tôi cũng muốn đến chùa Ba Vàng để xem ngôi chùa lớn của Đông Dương này có gì đặc biệt và cầu bình an, chứ đừng nói gì lãnh đạo đất nước. Nói như những kẻ ba hoa bịp bợm kia, thì hàng ngàn, hàng triệu Phật tử, người dân đến thăm viếng, trong đó có cả những người trí thức, doanh nhân thành đạt đến kính khẩn, Đức Phật, cũng là bảo kê, chống lưng cho nhà chùa làm việc thất đức sao. Huống hồ, Thủ tướng hay các vị lãnh đạo khác đến chùa Ba Vàng còn xuất phát từ sự quan tâm, chăm lo đến đời sống, tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Mong muốn người dân hướng thiện, hiểu giáo lý của Phật giáo để hành thiện cứu giúp người. Còn chuyện chùa Ba Vàng thỉnh oan gia trái chủ, buôn thần bán thánh khiến dư luận bức xúc, thì chính chủ trì và tăng ni của ngôi chùa đó phải chịu trách nhiệm đầu tiên, Giáo hội Phật giáo xem xét chấn chỉnh và xử lý. Không thể dựa vào vài ba bức ảnh rồi quăng trách nhiệm cho Thủ tướng hay bất kỳ vị lãnh đạo nào được. Đáng nói là, từ trước đến nay, nhà nước vẫn luôn tôn trọng và quan tâm đến Phật giáo nói riêng và tất cả các tôn giáo khác nói chung, không can dự vào công việc nội bộ của bất kỳ tôn giáo nào, chỉ trừ phi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi cơ quan chức năng mới can thiệp điều tra mà thôi. Nếu nói lãnh đạo từng đến thăm chùa Ba Vàng là bảo kê chống lưng, thì trường hợp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từng đến thăm và chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Huế và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến chúc mừng Tòa Giám mục Đà Nẵng cũng là bảo kê chống lưng cho các nhà thờ hay sao? Không chỉ riêng lãnh đạo Việt Nam quan tâm, chăm lo đến tôn giáo tín ngưỡng mà trên thế giới, các vị lãnh đạo khác cũng đã và đang làm điều như vậy. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng gia đình đã từng tới thăm nhiều nhà thờ và cầu nguyện. Như vậy có gọi là bảo kê chống lưng cho việc 300 linh mục Mỹ xâm hại tình dục hơn 1.000 trẻ em không? Luật nhân quả là triết lý chính của đạo Phật, nhưng nó đang bị trụ trì Thích Trúc Thái Minh cũng như bà Phạm Thị Yến diễn giải sai để trục lợi. Thay vì tạo sự từ bi, tâm thanh thản cho chúng sinh, thì họ gieo rắc sự bất an thông qua marketing sợ hãi, gây nên thiệt hại kinh tế rất lớn cho hàng chục nghìn người.
Theo luật nhân quả thì nghiệp của họ cũng không phải là nhỏ. Trong sự việc chùa Ba Vàng thì không chỉ trụ trì, tăng ni hay bà Yến tạo nghiệp, mà những kẻ chuyên dựng chuyện, gắn ghép trách nhiệm cho lãnh đạo cũng tạo nghiệp lớn rồi. Cũng may đã có những lớp người trí thức, đã có những người theo Phật giáo chính thống và thực sự hiểu biết để nhận thức vấn đề. Quý vị thân mến, mặc dù đã biết những thông tin liên quan đến ông Phúc và chùa Ba Vàng chỉ là tin tức bịa đặt, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy hoài nghi về việc nếu thực sự không liên quan đến chùa Ba Vàng thì tại sao ông Phúc lại hay tới lui nơi này? Phải chăng có khuất tất nào đang diễn ra ở đây? Đáp án của câu hỏi này có lẽ chủ yếu nằm ở tấm lòng thành kính đối với Đức Phật của ông Phúc. Bởi khi còn tại vị, không chỉ có chùa Ba Vàng mà rất nhiều lần người ta đã thấy ông Phúc xuất hiện ở các sự kiện lớn của Phật giáo để thể hiện sự thành kính và tôn trọng với tôn giáo này. Vâng, thưa quý vị, vụ bê bối ở chùa Ba Vàng, Uông Bí, Quảng Ninh khởi nguồn từ một phóng sự điều tra của báo Lao Động đăng tải. Trong phóng sự, một hoạt động có tên thỉnh vong giải oán của nhà chùa đã bị vạch trần. Những người phục vụ trong đường dây thỉnh vong giải oán ở đây cho rằng mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều do oán hồn từ kiếp trước gây ra. Người ở kiếp này muốn thoát nạn thì phải trả nợ theo lời vong yêu cầu. Hình thức trả nợ là bằng tiền mặt thông qua việc công đức cho nhà chùa. Có người bị đòi nợ 5 đến 7 triệu, nhưng cũng có người bị đòi vài chục triệu đồng. Với những người khó khăn về tài chính, nhà chùa sẵn sàng nhận trả góp hoặc quy đổi ra số ngày làm công quả. Nhưng với một số người đã thỉnh vong mà không giải oán, họ bị dọa là sẽ bị điên và những vận hạn khác trong tương lai. Người tìm đến chùa Ba Vàng để thỉnh vong giải oán hầu hết là những người mắc bệnh hiểm nghèo, gặp những điều kém may mắn trong cuộc sống, nên không ít người trong số họ đã xuôi lòng, rút tiền với hy vọng hóa giải mọi bệnh tật và vận đen qua đi. Sau những phản ánh của báo Lao Động thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người dễ dàng tìm ra những clip giao giảng của Đại Đức Thái Minh, trụ trì của chùa, và người phụ nữ tên Phạm Thị Yến, pháp danh Tâm Chiếu Hoàn Quán trên các trang Facebook và YouTube của nhà chùa. Trong những clip này, bà Yến đã đưa ra nhiều thông tin phản khoa học, trái giáo lý nhà Phật. Khi nói về người đồng tính, bà Phạm Thị Yến cho rằng nguyên nhân là do kiếp trước những người này làm nghề thiến hoạn. Bà thậm chí còn nhắc đến vụ án nữ sinh bị cưỡng hiếp và giết chết khi giao gà ở Điện Biên mới đây là do các ác nghiệp trong tiền kiếp cộng với hành động sát sinh giết gà ở hiện tại dẫn đến thảm kịch của cô gái. Trong một bài thuyết giảng của mình, khi được hỏi về lý do mắc bệnh xùi màu gà, người phụ nữ này cũng có những chia sẻ bất ngờ về nguyên nhân gây bệnh và cách chữa. Bà nói rằng nguyên nhân khiến chàng trai mắc bệnh tình dục là do đang phải chịu quả báo tà dâm từ kiếp trước. Bà Yến lý giải những người phạm vào luân thường đạo lý như loạn luân, tà dâm ở nơi linh thiêng như chùa chiền sẽ bị mắc những căn bệnh vùng kín khó chữa. Còn với những hành động tà dâm bình thường như cặp bồ, ngoại tình thì chỉ bị nghiệp báo là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình hoặc tình duyên lận đận. Trong một clip khác, Đại Đức Thái Minh khẳng định, Phật dạy chúng ta biết bố thí và cúng dường. Mình cúng để giải bệnh, giải nghiệp của mình mà mình lại còn kêu sao. Phật dạy các Phật tử mất tiền đấy, phải mất tiền mới có phúc. Phật dạy bố thí đứng đầu trong lục độ, chịu khó bố thí đi. Một ngày sau khi những hoạt động thỉnh vong giải oán của chùa Ba Vàng được đăng tải trên báo Lao Động làm xôn xao dư luận, Đại Đức Thái Minh đã có buổi nói chuyện livestream dài 2 tiếng đồng hồ trên các trang mạng xã hội của nhà chùa và trước hàng trăm Phật tử. Đại Đức Thái Minh cho rằng Ba Vàng là ngôi chùa lớn, có tiếng trong cả nước, vì thế không ít đối tượng ganh ghét, đố kỵ, rồi tà đạo, ngoại đạo cũng muốn bôi nhọ, ác hại. Tại buổi livestream này, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đưa ra 3 vấn đề. Câu chuyện thế giới tâm linh có thật không? Vong linh có tác động gì đến con người không? Và pháp hội thỉnh giải oán kiếp, oan gia trái chủ của chùa Ba Vàng như thế nào? Vong linh đi theo báo oán, báo thù rất nhiều, tác động vào chúng ta. Chúng ta có pháp thỉnh oan gia trái chủ để giải những oan kiếp này. Việc thỉnh giải oan gia trái chủ thì chỉ có đức của Phật từ bi mới làm được. Chùa chúng ta thỉnh được phong, giải được oán kiếp là do năng lực của đại chúng. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh giải thích. Người đứng đầu chùa Ba Vàng vẫn khẳng định oan gia trái chủ hoàn toàn có thật và chùa Ba Vàng có lễ giải oán kết, giải oan gia trái chủ. Tiếp sau đó, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã mời rất nhiều Phật tử ở các đạo tràng khác nhau lên để chia sẻ câu chuyện liên quan tới oan gia trái chủ của mình. Một trong những nhân vật gây chú ý xuất hiện trong buổi pháp thoại của trụ trì chùa Ba Vàng là Nguyễn Thị Huỳnh Phương, 46 tuổi, một nữ giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nội. Chị đã chia sẻ câu chuyện hồi sinh kỳ lạ sau khi thỉnh vong ở chùa Ba Vàng.
Tuy nhiên, câu chuyện mà chị chia sẻ trong buổi nói chuyện chưa thật sự đầy đủ, sự thật vì một số lý do. Chị Phương kể, trong suốt 6 năm, chị bị hành hạ bởi căn bệnh tắc và dính ruột. Chị trải qua hàng chục lần nhập viện, những đợt điều trị đau đớn và ám ảnh. Thậm chí chị còn sang cả Singapore để chữa trị nhưng không mang lại kết quả. Sau đó chị lại lên cơn đau dữ dội và được chỉ định mổ cấp cứu. Sau 3 ca phẫu thuật liên tục chết đi sống lại, chị được chuyển sang bệnh viện Việt Đức. Bác sĩ tiên lượng tình trạng của chị khó qua khỏi, nguy cơ tử vong ngay trên đường chuyển viện. Gia đình chị đã được gọi vào nhìn mặt lần cuối. Sau đó qua những ngày chiến đấu với thần chết ở bệnh viện Việt Đức, chị lại tiếp tục được chỉ định mổ cấp cứu. Không kịp đợi thuốc mê ngấm, bác sĩ phải trói tay chân chị, mổ sống. Trong hành trình chạy chữa ở bệnh viện, người nhà chị cũng đi vái tứ phương và tìm đến chùa Ba Vàng. Chị Thủy, em gái chị Phương kể, ban đầu chị bị vong nhập nhưng không nói được lời nào. Lần thứ hai, vong nhập vào một Phật tử ngồi gần đó, phán rằng cách đây nhiều kiếp, chị Phương đã làm việc xấu, trong đó có sát hại một cháu bé. Sau khi thỉnh vong, nhà chùa nói nếu tin thì chuyển nghiệp, nhưng có được hay không, không trả lời được, do phước thọ mỗi người. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đây. Chị Phương khẳng định gia đình có đi chùa Ba Vàng thỉnh vong, nhưng nếu nói là chỉ nhớ thỉnh vong mà chị khỏe mạnh là chưa hoàn toàn đúng. Chị nói, giáo sư Trịnh Hồng Sơn, phó giám đốc bệnh viện Việt Đức là một ân nhân với chị. Hiện trong danh bạ, tôi vẫn lưu giáo sư Sơn là người đã tái sinh cháu lần hai. Giáo sư Sơn mổ rất giỏi, rất mát tay, thuốc cũng rất tốt, y tá điều dưỡng chăm sóc rất nhiệt tình. Theo chị Phương, khi đã ở cuối con đường, gia đình nào cũng muốn bấu víu vào những tia hy vọng cuối cùng, nhưng thỉnh vong chỉ là bước đệm. Việc chị thường xuyên đọc kinh niệm Phật sám hối hàng ngày giúp tinh thần chị nhẹ nhõm, suy nghĩ lạc quan hơn, sống tích cực hơn. Đó có thể là liệu pháp tinh thần giúp chị mau chóng bình phục hơn bình thường. Chị Phương chia sẻ, tôi cho rằng mọi người chữa bệnh phải có Tây y, sau đó kết hợp thêm liệu pháp tinh thần thì thật tuyệt vời. Mọi người đừng nghĩ cao siêu, chỉ cần hiểu đạo Phật chân thật, thuần túy nhất, nhất tâm niệm Phật, suy nghĩ tích cực nhất, chứ đừng mê tín, hễ có việc là đi thỉnh, đi cầu. Chị cũng nói rằng, việc chị có mặt tại chùa Ba Vàng trong buổi pháp thoại chỉ với mục đích tri ân nhà chùa đã giúp chị có tâm sáng, lòng an. Tuy nhiên, đoạn cuối chị định nói thêm cảm ơn giáo sư Trịnh Hồng Sơn đã cứu chị bằng phương pháp y học, nhưng chưa kịp nói thì micro đã vụt tắt. Theo tìm hiểu của phóng viên, đã có nạn nhân bị chùa Ba Vàng đòi hàng trăm triệu đồng để giải nghiệp. Chị Nguyễn Thị Linh chia sẻ, năm 2016, chị được một người thân rủ lên chùa Ba Vàng vãn cảnh. Trong khi vãn cảnh chùa, chị được một người phụ nữ hướng dẫn thỉnh vong cúng oan gia trái chủ để chữa chứng rét run vào sáng sớm. Trong nhóm của chị có nhiều người thấy vong phán về hoàn cảnh gia đình quá khứ. Họ liền khẳng định là đúng và rối rít quỳ gối xin vong giúp. Tuy nhiên theo chị Linh, trường hợp của chị, những thông tin vong nói ra đều không đúng. Ngoài ra, vong còn phán cách đây nhiều kiếp chị sống thất đức, chuyên làm hại người, giờ bị một vong linh theo. Chị Linh cũng là người biết về Phật Pháp, thường xuyên đi chùa nên không tin những điều họ nói. Chị chia sẻ, trong lúc thỉnh vong luôn có một thư ký bên cạnh ghi lại lời vong nói và số tiền người thỉnh phải trả. Trường hợp của Linh, vong cho hai sự lựa chọn. Nếu chọn hình thức nương tựa, thường xuyên đến chùa Ba Vàng thì phải trả 32 triệu đồng. Nếu chọn hình thức không nương tựa, ít lên chùa Ba Vàng, chị phải đóng 700 triệu đồng để cúng oan gia trái chủ. Khi người phụ nữ này nói không có tiền, người nhà chùa tư vấn, Linh có thể lựa chọn hình thức trả góp hoặc vào chùa làm công khoảng một năm. Thấy hành vi trên có tính chất trục lợi nhằm thu tiền, người phụ nữ ở thành phố Cẩm Phả đã khước từ. Tuy nhiên phía nhà chùa đã dọa, thông qua giấy tờ, nếu Linh không chịu tu tập nương tựa, sẽ bị điên. Thời điểm đó, chị Linh chưa lập gia đình. Tuy nhiên, 3 năm sau, tức ở thời điểm hiện tại, cuộc sống của chị Linh hoàn toàn bình thường, hạnh phúc. Chị lập gia đình vào năm 2018, hai vợ chồng đã có một cô con gái. Trả lời báo chí về việc thỉnh vong, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, không có việc thỉnh vong để hóa giải nghiệp, oan gia, bởi cái nghiệp của mình phải tự mình làm việc tốt để hóa giải nghiệp cho mình. Việc thỉnh vong là hoàn toàn không đúng, dẫn dắt con người đi theo con đường đó là không đúng theo chính pháp. Đây là dẫn dắt con người ta vào con đường tà kiến mê lợi. Thượng tọa Thích Đức Thiện cũng cho rằng, theo như thông tin trong các clip mà chùa Ba Vàng đăng tải trên mạng xã hội, thì có nhiều vấn đề chưa đúng với giáo lý nhà Phật. Ví dụ như câu chuyện đem hình ảnh nữ sinh bị giết hại ở Điện Biên để giải nghĩa cho việc oan gia trái chủ, hoàn toàn không đúng với giáo lý nhà Phật, chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và không đúng với đạo đức xã hội. Trao đổi với báo chí, Thượng tọa Thích Đạo Hiển, Phó Ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cho biết, rất nhiều lần Ban Trị sự tỉnh góp ý nhắc nhở về những vấn đề của chùa Ba Vàng,
Đại Đức Thích Trúc Thái Minh tiếp thu, nhưng sau không thay đổi. Ông cũng cho hay, 40 tăng ni ở chùa Ba Vàng từng bỏ đi vì không chịu được những quy định mới tại chùa, như mỗi ngày ăn một bữa, nửa tháng tắm một lần, mặc y pháp thường xuyên 24/24 trong ngày. Thầy Thích Trúc Thái Minh nhiều lần bị Thượng tọa Thích Thanh Quyết, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh gọi lên khuyên giải, còn bắt sám hối, nhưng đâu lại vào đó. Trước sự việc được phản ánh, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có công văn gửi ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu làm rõ. Trong khi đó, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh từng có văn bản báo cáo các cấp, các ngành và đề nghị phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh tại chùa Ba Vàng từ năm 2015. Tuy nhiên, từ đó đến nay, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh không nhận được sự hồi âm và phối hợp, thậm chí có nhiều ý kiến còn quy chụp ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh mất đoàn kết nội bộ, ganh tị với chùa Ba Vàng. Liên quan đến sự việc tại chùa Ba Vàng, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã giao cơ quan công an vào cuộc xác minh dấu hiệu hoạt động mê tín dị đoan và một số biểu hiện vi phạm khác diễn ra tại chùa Ba Vàng. Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí Quảng Ninh đã ký văn bản gửi trụ trì chùa Ba Vàng yêu cầu chấm dứt hoạt động không có trong danh mục hoạt động tôn giáo. Văn bản nêu, chùa Ba Vàng cơ bản đã thực hiện theo danh mục đã đăng ký, tuy nhiên vẫn còn có các hoạt động tín ngưỡng trong cơ sở tôn giáo chưa đúng với danh mục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể là hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ, các hoạt động giảng pháp do Phật tử Phạm Thị Yến, chủ nhiệm câu lạc bộ Cúc Vàng, Phật tử chùa Ba Vàng thực hiện. Thành phố cũng đề nghị trụ trì có biện pháp chấn chỉnh việc giảng pháp của tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng trên các phương tiện thông tin đại chúng do nhà chùa quản lý, theo đúng hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nội quy ban tăng sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quy định của luật tín ngưỡng tôn giáo. Cũng theo văn bản này, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đề nghị trụ trì chùa Ba Vàng phải giáo dục tăng ni Phật tử thực hiện nghiêm giáo lý nhà Phật và các quy định của pháp luật. Sự việc vẫn đang được báo chí theo dõi và đưa tin.